Mua smartwatch á thì chắc là rất là đắt, cũng như á là không có dùng nhiều và phí lắm, sẽ là ý kiến của nhiều anh em nào á mà chúng ta chưa biết đến Smart Watch 4. Và đây, Smart Watch 4 là một chiếc đồng hồ thông minh giá rẻ dành cho những anh em nào mà chúng ta thích một chiếc đồng hồ có nhiều những tính năng đáng giá. Và chiếc đồng hồ này cũng thu hút sự chú ý của rất là nhiều người dùng yêu công nghệ. Vậy hãy cùng mình khám phá chi tiết về chiếc đồng hồ thông minh này nha. Let's go. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi về phần tổng quan về chiếc Smart Watch 4 này cho anh em nha. Đầu tiên á là cái đập vào mắt mình chắc chắn phải là phần ngoại hình và màn hình của chiếc đồng hồ này. Thiết kế trẻ trung hiện đại, Smart Watch 4 sẽ có thiết kế đơn giản nhưng mà không kém phần tinh tế, với mặt đồng hồ hình tròn và dây đeo silicon mềm mại tạo cảm giác rất là thoải mái khi đeo. Và phần màn hình TFT 1.38 inch sắc nét nè, độ sáng được nâng cấp mang đến một cái hình ảnh hiển thị sắc nét, màu sắc sặc sỡ và độ sáng tốt hơn, dễ nhìn hơn. Dưới ánh sáng mặt trời thì cũng không là vấn đề, và sẽ có rất là nhiều mặt đồng hồ để anh em có thể tùy chỉnh. Chúng ta sẽ có 222 tùy chọn có sẵn. Và mình thấy là có rất là nhiều anh em băn khoăn lo lắng về việc là đồng hồ thông minh cứ phải sạc đi sạc lại rất là phiền toái. Vậy thì em này sẽ có thời lượng pin sử dụng như thế nào nhỉ? Thời lượng pin sẽ lên đến 7 ngày. Với viên pin là 280 mAh thì Watch 4 có thể hoạt động liên tục 7 ngày chỉ với một lần sạc mà thôi. Ngoài ra thì anh em có thể sạc nhanh chóng chỉ khoảng 2 giờ thôi thì nó đã đầy pin rồi. Ngoài công dụng chính là để xem giờ thì chúng ta sẽ phải áp dụng rất là nhiều những cái tính năng và công nghệ trên chiếc đồng hồ này. Vậy thì em đồng hồ này sẽ có những tính năng như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu với những tính năng về theo dõi sức khỏe trước nha. Chúng ta có thể theo dõi nhịp tim 24/7 với cảm biến nhịp tim hoạt động liên tục, giúp bạn theo dõi sức khỏe tim mạch mọi lúc mọi nơi luôn. Rồi đo nồng độ oxy trong máu SpO2, tính năng này thì đặc biệt hữu ích với những người có vấn đề về mặt hô hấp hoặc là muốn theo dõi sức khỏe tổng quát. Ngoài ra, em này sẽ có luôn cả theo dõi giấc ngủ, và Watch 4 sẽ tự động ghi lại các giai đoạn giấc ngủ như là ngủ nông, ngủ sâu hay là REM và đưa ra các đánh giá chất lượng giấc ngủ của bạn. Ngoài những tính năng đặc trưng đó thì mình còn có thể theo dõi mức độ căng thẳng, đồng hồ sẽ nhắc nhở bạn thư giãn khi mà phát hiện mức độ căng thẳng cao. Rồi các tính năng tiếp theo đó chính là các tính năng liên quan đến vấn đề tập luyện. Watch 4 sẽ có hơn 100 chế độ thể thao như là chạy bộ nè, đạp xe, bơi lội đến yoga, gym. Khi đó thì đồng hồ sẽ giúp bạn theo dõi hiệu quả tập luyện một cách chi tiết. Ngoài ra thì Watch 4 cũng được tích hợp GPS, từ đó thì anh em có thể theo dõi quãng đường, tốc độ và lộ trình chạy của mình mà không cần phải mang theo điện thoại. Bên cạnh đó thì Watch 4 cũng giúp bạn theo dõi hoạt động hàng ngày qua đếm bước chân, lượng calo tiêu thụ và khuyến khích bạn vận động nhiều hơn nữa. À chưa hết, mình sẽ có những cái tính năng thông minh khác nữa, như là mình có thể nhận cuộc gọi, tin nhắn và các thông báo từ các ứng dụng ngay trên chiếc đồng hồ của mình. Còn nếu mà bạn đang nghe nhạc thì cũng có thể điều khiển nhạc thông qua chiếc đồng hồ. Watch 4 còn có tính năng là tìm điện thoại, tính năng này sẽ giúp cho bạn nhanh chóng tìm thấy chiếc điện thoại của mình khi mà bị thất lạc. Rồi có các tính năng tiện ích hỗ trợ bạn trong cuộc sống hàng ngày như là báo thức, hiện giờ, đồng hồ bấm giờ. Và để dễ dàng cho cái việc chọn lựa của anh em thì bây giờ mình sẽ nêu ra những ưu và khuyết điểm của em đó nhé. Ưu điểm đầu tiên của em này là giá bán của nó rất là phải chăng và phù hợp với tất cả túi tiền của người dùng của mình luôn. Còn có nhiều những cái tính năng hữu ích. Watch 4 được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ theo dõi sức khỏe nè, luyện tập, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng như hồi nãy mình đã liệt kê. Và thiết kế của em này cũng rất là đẹp mắt, thoải mái khi mà đeo nữa. Màn hình AMOLED cũng rất là sắc nét, nhiều mặt đồng hồ để mình có thể tùy chỉnh. Một điểm cộng nữa là thời lượng pin của em này cũng rất là tốt, mình không cần phải sạc pin quá nhiều. Ưu điểm có thì nhược điểm cũng phải có. Bây giờ sẽ là những nhược điểm nha. Watch 4 sẽ không có hỗ trợ trợ lý ảo như là Google Assistant hay là Siri. Và vì là giá rẻ cho nên là em này cũng không có luôn NFC, bạn không thể sử dụng mặt đồng hồ để mà thanh toán không tiếp xúc. Ok, vậy thì anh em thấy sao về mẫu đồng hồ giá rẻ này của Smart Watch? Hãy comment ở phía bên dưới cho mình biết nha. Còn link thì mình đã để sẵn ở phần mô tả rồi. Anh em nhớ nhấn like, share và subscribe cho mình Tuấn Mobile luôn nha. Bye bye.